bài Một cánh chè thơm nha. Tác giả Khách Lãng Du. Làm má với anh Khách Lãng Du bữa này. Má, thưa má, con đi học mới về. Má ăn uống gì chưa? Còn cô ghé ngang nhà thuốc mua thuốc cho má nè. Má uống thuốc đi má. Má ăn rồi, con coi thay đồ, chú hâm đồ ăn lại rồi ăn đi con. Mà sao quần áo xốc xếp lem luốc hết vậy nè? Con mặt mày thì bơ phờ hốc hác, sách vở của con đâu? Còn nữa, tiền đâu mà con mua thuốc cho má? Má à, con... Sao con ngập ngừng? Con đang giấu má chuyện gì? Dạ đó con má. Má được con rể, con cũng... Có giả giọng quá. Sao lại để cho má nhọc nhằn sớm chiều như gánh chè quằn quại? Mỗi khi trời mưa gió tới ẩm, Quang Hà thôi cái chị bài này đi Quang Hà. Con buồn má lắm chè về. Bữa đó hai má con mình mới ăn chè trừ con. Má thấy con ăn không vô, má ở dài nhìn con mà khóc. Con bỏ học đi làm kiếm tiền lỗ cho má. Trời ơi tội nghiệp cho giọt nước mắt sao quá đau lòng. Má chỉ mong lo được cho con. Nay con bỏ học bỏ trường cũng tại cái nghèo càng đi càng. Sao con yên tâm lo chuyện học hành, nên con không dám cho mày. Con phải kiếm việc làm vì mà cần thuốc thang. Xót xa đau từng cơn nút nghẹn, con tôi dám giờ chuyện học hành đau lòng thâu hời đất trời. Tương lai mịt mờ con tôi. Má ơi, má đừng buồn nữa, không tốt cho sức khỏe của má đâu. Uống nè, má uống rồi nằm nghỉ nghe má. Còn chuyện học hành khi nào má khỏe rồi không học lại nhà mình nhớ thu chị như chị bà này nghe không hả? Vợ má bệnh rồi con đi học thì có ai lo cho má? Còn phải đi bác sĩ tìm thuốc men nữa, phải lo cho má trước mới hết bệnh rồi tính. Lỡ mà có ở lại lớp một năm cũng có sao đâu má. Miễn sao má khỏe mạnh sống với cái con sao cũng chịu hết. Má đừng lo buồn nghe ba má. Trời ơi nghe lời tâm sự của con mà má đứt từng đoạn ruột. Cảnh nhà nghèo khổ ốm đau nhìn con lo lắng chăm sóc mà buồn bã làm sao cái phần số. Một mái nhà đàng hoàng, một miếng đất cũng không.
nhạc của xác sơ lạnh lẽo từng đông, một nhánh trẻ thân ngài kiếm được mấy đồng. Khi tiết đói thấy mùa trời sấm sét mưa giông, cánh chè ê chú dây nghẹn ngào dòng nước mắt. Gió lớn quá, ông trời sắp mưa nữa rồi. Để con đi lấy cái thau, đứng mấy chỗ mưa rồi. Mà đừng khóc, đừng buồn nữa. Mà hết bệnh rồi, con đi học lại mà. Mà hãy thương con, đừng lo sầu buồn. Diễm thuốc làm sao khi còn có má.
đời lòng nàng má rưng rưng gái hoàng chiều gắn chè thương cảm ơn anh tác giả Khách Lãng Du. Hay quá.